Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, tháng 6 âm lịch năm 2022, nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt hay như thế nào. Là việc gì cũng mong được thuận buồm xuôi gió và cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc ấm êm, không bao giờ cần phải lo nghĩ về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố khác nhau, và trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Vậy thì trong lục thập hóa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Thưa quý vị, chỉ cần sống chân thành thì chúng ta sẽ nhận được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống đủ đầy, thập toàn thập mỹ. Như quý vị đã biết thì trong cuộc sống con người chúng ta sợ nhất là gì ạ? Sợ cảnh đợi nần túng thiếu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc chúng ta phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có vận mệnh riêng, và những khó khăn trong cuộc đời thì chúng tôi tin rằng chỉ là đến để giúp cho chúng ta có thể hoàn thiện bản thân mình hơn mà thôi. Tử vi số 7 trong tháng 6 năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng, mặc dù là có số vun ba vất vả và thậm chí là còn nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 6 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, thanh thang như các cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với chúng tôi theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây để có thể nắm rõ vận trình của mình, quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh lôi trung hỏa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung và hiền hậu với người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc và có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, có cái nhìn độc đáo và biết dùng người tài. Tuy nhiên do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên Đinh Mão sinh năm 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng và tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy lộc tài, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi, cổ vũ để giúp cho bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ ra mình là một người lý trí bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ những kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ và không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Mão sinh năm 1987 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng, và nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như là tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn thì bản mệnh nhớ chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Xét về thiên can thì đinh âm hỏa gặp đinh âm hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này thì những người tuổi Đinh Mão cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình, và cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá cũng như là gây ảnh hưởng đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm 2022 thấy rõ vào tháng này thì cục diện bán tam hợp mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp phát triển càng mạnh mẽ. Gia chủ sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn, vận quý nhân lại vượng, các dự án hợp tác có lợi nhiều hơn và tỷ lệ thành công cao hơn. Gia chủ mưu sự dễ thành, chí lớn được thực hiện, nhiều không gian thăng tiến. Bản mệnh sẽ thấy có nhiều khó khăn trở ngại trước đây thì nay đã tìm được phương hướng phù hợp để khơi thông bế tắc, thu về kết quả vô cùng khả quan. Hơn nữa, gia chủ còn phát huy tối đa trí sáng tạo, linh hoạt trong cách xử lý mọi việc và nâng cao uy tín, sự trọng dụng của cấp trên cũng như là sự đồng thuận của cấp dưới, con đường phát triển thêm hanh thông. Tuy vậy, trong tháng tử vi nhắc nhở tuổi Đinh Mão cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Bản mệnh cần thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi, chủ quan và thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân,
dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài chính trong năm 2022 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí còn thu hoạch được những khoản lợi khá bất ngờ. Bản mệnh nhận được nhiều dự án hợp tác hơn và đa phần đều có nguồn thu khả quan. Nên nhớ quý nhân nâng đỡ mang tới không ít cơ hội tốt đẹp, nhưng quan trọng vẫn cần bạn phải chủ động giành lấy về phía mình. Cũng cần chú ý tháng này không thích hợp để mệnh chủ Đinh Mão đầu tư cho các dự án bất động sản, hạng mục có mức độ rủi ro cao. Và nên nhớ dù là làm bất kỳ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè, nếu không thì bạn sẽ bị mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của con giáp Đinh Mão không có điều gì đáng lo ngại trong năm 2022. Dù đau ốm vặt khó tránh do giao mùa nhưng đều là qua loa, sớm được trị dứt điểm. Do vậy, bản mệnh nên chú ý rèn luyện sức khỏe thường xuyên để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra chú ý đi lại cẩn trọng để phòng tai nạn bất ngờ và nhất là phụ nữ mang thai rất dễ nguy hiểm đến thai nhi. Các quý vị gia chủ Đinh Mão luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh phát huy tốt nhất thì gia chủ sẽ được thầy Gia Cát khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập, bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được với những người bạn chân thành và có cơ hội tìm được người như ý muốn. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng mà nếu cả hai đều nhường nhịn nhau và cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng. Tuy nhiên cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau, hãy dành thời gian cho vợ chồng và các con của bạn. Một chuyến dã ngoại sẽ khiến cho tình cảm gia đình của bạn gắn bó hơn. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành mộc cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới và ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Có phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 6 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Tới đây thì Diễm Quỳnh đành phải nói lời chào tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.